con đĩa làm tổ trong mũi người đàn ông suốt 2 tuần. Bệnh viện Đa khoa Quang Bình tỉnh Cao Bằng mới gấp một con đĩa dài khoảng 5cm, sống suốt 2 tuần trong khe cứu mũi của một người đàn ông. Bệnh nhân là ông A, 61 tuổi, trú tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, bị ngạt mũi chảy máu mũi cách đây 2 tuần mà không tìm được nguyên nhân, dùng các loại thuốc không đỡ nên đã đến Bệnh viện Đa khoa Quang Bình thăm khám. Tại Bệnh viện Đa khoa Quang Bình, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có nhiều vật sống trong khe cứu mũi. Đĩa sống lâu ngày trong khe cứu mũi nên càng ngày càng to lên, hút máu khiến cho thành cứu mũi của bệnh nhân bị viêm loét gây chảy máu mũi. Xác định nếu để lâu, dị vật có thể chui vào sâu hơn, gây viêm phổi khiến bệnh nhân biến chứng hoại tử, thậm chí tử vong. Các bác sĩ tiến hành gấp dị vật sống cho bệnh nhân ngay bằng phương pháp sử dụng nội soi mũi. Kết quả các bác sĩ đã gấp ra con đĩa còn sống dài khoảng 5cm, to bằng đầu đũa. Đây là trường hợp bệnh nhân có dị vật sống nằm ở vị trí khá phức tạp, được gấp thành công, nhanh chóng tại bệnh viện. Trước đó vào ngày 26 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cũng gấp thành công một con đĩa sống đang bám chặt vào thanh khí quản người đàn ông 39 tuổi, con đĩa dài 4cm to bằng ngón tay. Gia đình cho biết bệnh nhân xuất hiện đau đầu, mệt mỏi, nôn, không ăn được từ hồi tháng 4, đã tự dùng thuốc nhưng không đỡ. Các bác sĩ chẩn đoán con đĩa sống 2 tháng trong cơ thể người bệnh, di chuyển lên trên thanh quản hoặc là xuống dưới khí phế quản, gây các triệu chứng ho theo cơn, khàn tiếng, khạc nhổ ra máu, khó thở. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi đi rừng không nên rửa mặt hay uống nước ở khe suối. Khi có các biểu hiện khó chịu nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và kiểm tra. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.